ngờ với diện mạo hiện tại của em bé Hà Nội Lan Hương sau nhiều tin đồn đụng dao kéo. Em bé Hà Nội Lan Hương vừa mới xuất hiện trong một show diễn thời trang và khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc hiện tại của bà sau quá nhiều tin đồn liên quan đến chuyện thẩm mỹ. Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân đã mang bộ sưu tập áo dài có chủ đề tỉnh để tham gia Festival Áo dài Quảng Ninh 2022. Ngọc Hân tâm sự, cô chọn chủ đề tỉnh vì đây chính là cảm giác mỗi lần cô đặt chân đến Yên Tử. Khung cảnh yên bình mang đến cho cô một cảm giác nhẹ nhõm, an yên. Bộ sưu tập của Ngọc Hân sử dụng chất liệu vải lụa, organza cao cấp, tạo nên sự mềm mại, hòa quyện giữa nét đẹp cổ điển của áo dài và những đường nét cách tân hiện đại. Các thiết kế có điểm nhấn với những chi tiết vẽ tay, đính hạt thủ công tạo họa tiết mây, núi, rê trúc trên nền những gam màu trầm và pastel làm chủ đạo để tái hiện hình ảnh một vùng đất Yên Tử cổ kính, trầm mặc. Người mẫu đặc biệt nhất trong buổi diễn áo dài của Ngọc Hân chính là nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Khi nhận được lời mời đặc biệt từ Ngọc Hân, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương thấy thích thú và hào hứng vì bản thân bà cũng là người hướng Phật. Bà tâm đắc với những mẫu áo dài tạo nét nhẹ nhàng, an yên cho người mặc. Thời gian qua, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương vướng tin đồn đụng dao kéo, đi phẫu thuật thẩm mỹ vì nhìn bà có nhiều khác biệt trong những tấm ảnh đăng trên trang cá nhân. Nhưng chính em bé Hà Nội từng khẳng định bà không hề phẫu thuật, chỉ là dùng một số thủ thuật để da mặt săn chắc hơn mà thôi. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cũng giải thích rằng bà thường dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh vì thấy bản thân không ăn ảnh. Có lẽ vì thế mà nhìn trong ảnh, các đường nét trên gương mặt Lan Hương có nhiều thay đổi, làn da cũng căng mịn hơn so với tuổi tác và nhiều người tưởng bà đi thẩm mỹ viện.